Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Cục tức vẫn chưa tàn, Đảng Cộng sản cho tấn công Lê Trung Khoa và những người bạn. Chính quyền của Đảng Cộng sản là chính quyền độc tài, báo chí chỉ được dựng lên thì chỉ để tuyên truyền có lợi cho Đảng. Giáo dục cũng được vẽ lên để tuyên truyền dối trá, phục vụ cho Đảng. Chính vì mục đích ích kỷ đó mà nền giáo dục xã hội chủ nghĩa của Việt Nam đã tạo ra một xã hội đạo đức xuống cấp đến tận đáy, nhìn đâu cũng thấy trộm cắp, kẻ gian thì đầy rẫy, tham nhũng từ quan đến quân, từ trên xuống dưới. Đấy là một thực tế. Lão Tử từng nói, một người thấy thuốc mà sai lầm thì có thể giết chết một bệnh nhân. Một nhà chính trị mà sai lầm thì có thể giết hại cả một dân tộc. Một nhà văn, văn hóa tư tưởng mà sai lầm thì có thể giết hại cả một thế hệ. Đảng Cộng sản là nhà chính trị đã sai lầm và giết cả dân tộc Việt Nam. Trong đó, Đảng Cộng sản sinh ra rất nhiều nhà văn hóa, nhà tư tưởng sai lầm. Cái hại của Đảng Cộng sản là không để cân đong đo đếm được. Đây là hình ảnh Đảng Cộng sản cho tấn công Lê Trung Khoa và những người bạn. Lê Trung Khoa và những người bạn như Bùi Thanh Hiếu, blogger Ngồi Buôn Gió, luật sư Nguyễn Văn Đài luôn ý thức được công việc nhỏ bé của mình là nói lên sự thật về chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi không có ai tôn thờ Đảng Cộng sản cả. Chúng tôi cũng không ai muốn Đảng Cộng sản, chúng tôi không ai cuồng lãnh tụ Hồ Chí Minh, trên tinh thần không e sợ một thế lực chính trị bất nhân nào cả. Đảng Cộng sản không có sự thật, nhưng chúng tôi lại có, nên chẳng việc gì chúng tôi phải e ngại họ. Mới đây vào ngày 27 tháng 9, trang cánh cỏ của lực lượng du luận viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã đăng bài Cái ban ơn tự do cho người Việt của nhóm Lê Trung Khoa, Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Đài nhằm tấn công vào Lê Trung Khoa và hai người bạn Bùi Thanh Hiếu và Nguyễn Văn Đài tại Đức. Trước đó vào ngày 19 tháng 7, trên tờ báo này cũng đăng liên tiếp hai bài tấn công chúng tôi. Việc tổ chức biểu tình trước trụ sở của Facebook tại Berlin với cách làm thuê diễn viên hoạt lại cảnh cho việc in băng rôn, làm ảnh vân vân là sự sáng tạo, mà sáng tạo thì gây ra sự chú ý thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại càng cay cú. Đó là lý do tại sao chính quyền của Đảng Cộng sản lại không thể ngồi yên mà liên tục cho lực lượng dư luận viên viết bài tấn công. Cả chính thống và núp lùm đều tấn công. Đảng Cộng sản Việt Nam có 800 tờ báo, trong đó có tờ báo Nhân dân, VTV, Quân đội Nhân dân đều đã từng tấn công tờ Thời báo .de. Ngoài những tờ chính thống của nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam có nuôi rất nhiều những tờ báo núp lùm dưới dạng Hội những người yêu Đảng, yêu Bác cũng tấn công Thời báo .de. Cái gọi là báo chí chính thống của nhà nước Cộng sản Việt Nam chẳng khác nào một đàn nô bộc thờ chủ. Chủ cấp tiền cho đàn nô bộc và có nhiệm vụ là tấn công bất kỳ người nào mà chủ muốn. Tiếng nói của chủ là chân lý, còn ai chống lại chủ đều là sai trái. Tờ Thời báo .de cũng đã bị VTV4 cho là dùng luận điệu sai trái xuyên tạc. Tuy nhiên dường như Đảng Cộng sản Việt Nam cho những tờ báo lớn tấn công Thời báo .de chưa đủ. Nên giờ họ lại xua những tờ báo núp lùm như cánh cỏ tấn công tiếp. Đây là hình ảnh VTV cũng đã từng tấn công tờ Thời báo .de. Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chính trị không bao giờ nhận sai lầm. Dù sai thế nào thì chỉ có dân sai, chứ Đảng không bao giờ sai. Ông cựu Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã từng nói, nếu chúng ta sai, chúng ta xin lỗi. Nếu dân sai, dân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và tất nhiên, ai dám moi móc cái sai của chính quyền Cộng sản thì họ rất thù. Nếu chúng tôi mà ở Việt Nam thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Đất nước Việt Nam đã trở nên tồi tệ, xã hội bất an, chính quyền hung hăng là bởi họ được tô vẽ bởi những tờ báo nô bộc. Những tờ báo này bất chấp luật pháp, bất chấp công lý để bảo vệ tới cùng cái sai của chính quyền Đảng Cộng sản. Thực ra Đảng Cộng sản hễ thân với ai thì kẻ đó là người xấu. Như Đảng Cộng sản Việt Nam đã xem Đảng Cộng sản Trung Quốc là anh em thì cả thế giới thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là thế lực gian và ác số 1 trên thế giới hiện nay. Hễ Đảng Cộng sản tấn công ai thì y như rằng những người đó là những người đang nói lên sự thật. Vì vậy, dù bị Đảng Cộng sản Việt Nam tấn công, chúng tôi cũng không cảm thấy mình xấu, mà ngược lại, chúng tôi thấy tự hào vì mình dám chống lại thế lực xấu xa nhất trên quê hương của mình. Và cuối cùng thì chúng tôi vẫn vững như bàn thạch. Sự thật là sức mạnh, chí vì thế mà chúng tôi mới làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam lo sợ. Mà khi lo sợ thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để tấn công những ai mà họ không thích. Sự khác nhau giữa chữ Lê Trung Khoa và những người bạn, chúng tôi và báo chí nô bộc của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như những tờ báo núp lùm là ở hai chữ dọa mõm.
Những tờ báo đó không bao giờ dám cất lên tiếng nói vì sự thật. Khi chủ hằn học ai thì những kẻ nô bộc đó cũng phải tỏ ra thái độ theo chủ chứ không được làm khác. Công tác báo chí là có nhiệm vụ đưa tin trung thực. Điều thường thấy ở báo chí tự do là thường tìm kiếm cái sai của nhà nước để phản biện nhằm tạo sự thay đổi theo hướng tốt cho nhà nước, cho nhân dân. Nhà nước của các nước dân chủ hàng đầu thế giới như Canada, Úc, New Zealand, Đức, Pháp, họ tốt hơn không phải vì sự ca tụng mà vì họ được thường xuyên bị chỉ trích. Tuy nhiên, với Đảng Cộng sản thì công việc chỉ trích của Đảng và nhà nước đã bị chụp mũ là phản động, là xuyên tạc, là bịa đặt, vân vân. Và có rất nhiều tiếng nói phản biện đã bị ngồi tù như nhà báo tự do Phạm Chí Dũng, nhà báo tự do Nguyễn Tường Thụy và nhà báo tự do Trương Duy Nhất cùng rất nhiều những người khác. Điều đó chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam không muốn sửa đổi để tự hoàn thiện hơn. Đấy là điều nguy hiểm cho đất nước với hàng trăm triệu người dân đang phải lầm than trong cuộc sống mỗi ngày. Đây là hình ảnh tờ báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã từng tấn công tờ Thời báo.d và Lê Trung Khoa. Ở các nhà nước tự do, nhà nước không cần dùng đến báo chí để tấn công những ai chỉ trích chính sách vì báo chí hoàn toàn độc lập. Còn ở Việt Nam thì ngược lại. Điều đó chứng tỏ rằng ở Việt Nam, Đảng Cộng sản là phản động nhất. Dùng từ quyền lực cứng như súng đạn, nhà tù, tòa án để tấn công người nói lên sự thật, mà họ còn dùng cả quyền lực mềm, quyền lực báo chí nô bộc để đánh phủ đầu bất cứ ai nói lên tiếng nói đối lập. Có thể nói, việc kiểm soát báo chí biểu diễn như dàn đồng ca như thế, nên nó chỉ có tính chất vuốt ve, mơn trớn và ru ngủ cho Đảng, kể cả khi Đảng làm sai. Tấn công những ai chỉ trích chế độ là nguồn gốc tạo nên một xã hội lệch lạc, đạo đức xuống cấp trầm trọng. Đối với một người có lương tri, không ai lại ngồi im cho cơn ác mộng đó hoành hành cho được. Ý thức được đất nước Việt Nam thân yêu đã mất tiếng nói phản biện. Chúng tôi nguyện làm công việc phản biện xã hội để cho dân thấy rõ hơn bản chất của những chính sách mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã, đang và sẽ làm nguy hại như thế nào đối với đất nước, với quê hương. Nếu báo chí quốc doanh và báo chí núp lùm tự tô hồng cho Đảng, thì chúng tôi sẽ bóc trần phấn hồng ấy cho dân biết sự thật. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho tự do ngôn luận. Mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam đã bỏ tù nhiều nhà đấu tranh, họ đã tấn công rất nhiều tiếng nói của sự thật. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu bất cứ sự áp đặt nào của chính quyền. Ở hải ngoại, chúng tôi ý thức rất rõ về các hoạt động kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Chúng ta có thể thấy rõ là chính quyền của Việt Nam đã cố dùng cho khủng bố trắng để uy hiếp người dân khiếp sợ, không dám tham gia vào các phong trào xã hội và dân chủ trong tương lai. Nhưng người dân Việt Nam và đồng bào hải ngoại sẽ không bỏ cuộc và sẽ không khiếp sợ cho khủng bố trắng cũng như bất công mà nhà cầm quyền tại Hà Nội luôn luôn áp đặt với người dân cả nước. Đây là hình ảnh những tờ báo núp lùm, cánh cỏ cứ tấn công chúng tôi liên tục. Chính quyền Hà Nội rất ưa dùng bạo lực, thích bắt bớ và truy tố và khủng bố. Đây là thế mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, khi lòng dân đoàn kết lại, thì chính những điểm mạnh này sẽ thành gót chân asin, làm chế độ sụp đổ nhanh chóng. Dân Việt Nam xứng đáng được hưởng một nền tự do dân chủ như ở Đức hay các nước châu Âu khác. Vì thế, chúng tôi sẽ đưa những cái thối nát của độc tài ra ánh sáng, cho dù họ có cay cú đến đâu. Và cho dù có tìm mọi cách tấn công chúng tôi, thì chúng tôi cũng không buông bỏ. Chúng tôi khẳng định như vậy. Tại Đức, nhà nước được xây dựng trên một nền giáo dục tốt đẹp với cơ chế tự do và dân chủ cũng như nhân quyền con người được coi trọng. Làm người dân các nước khác muốn đến đây để học tập, trong đó không ít là con em của quan chức cộng sản. Nghĩa là quan chức cộng sản đã tạo ra một xã hội xấu xa, một nền giáo dục thối nát cho dân Việt Nam học, còn con em của họ thì bỏ xứ Việt Nam sang Đức, sang Mỹ, hưởng những thành quả của nền giáo dục tiến bộ trên thế giới. Với bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam như vậy, thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng phơi mặt cho dân biết rồi. Hành động bị ổi hay ném đá dấu tay kỹ như thế nào thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không thể che đậy được với con mắt của hàng trăm triệu người dân Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay, thứ Năm ngày 30 tháng 9 năm 2021 với bản tin Cục tức vẫn chưa tàn, Đảng Cộng sản Việt Nam cho tấn công Lê Trung Khoa và những người bạn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.